rồi, tách nước theo điều kiện ghi trong tài liệu. Ở đây người ta sẽ ghi cái đơn hàng của mình sử dụng máy gì, điều kiện là bao nhiêu, và ghi ở đây này, thấy không? Truyền rưỡng kỹ thuật cơ điện QC đều có hết. Thì mình dựa vào tài liệu này để mình biết được là máy test nước go thì mình test ở cái vị trí nào. Những cái vị trí mà quanh tròn là những vị trí test nước. Ở đây người ta ghi là màu xanh là vị trí test nước. Mình làm như chị trưởng mình để biết cái công đoạn nó lên mình cần phải test nước, được không? Thời gian, đây là điều kiện test nước là 3 PSI/2 phút. 3 PSI là gì chút xíu luôn đây chị, nhưng mà phải biết cái điều kiện đấy. Rồi sắp test nước ở đây có từng bước. Bước 1 là đặt bánh mà mẩm lên cái mặt trái là ngửa lên. Lý do vì sao ngửa lên, vì khi mình mặc vô cái mặt trái này bên ngoài và mưa nó sẽ từ ở bên ngoài nó thấm vào thì mình đã kiểm tra thử, nếu như giả dụ như mưa nó rớt vào thì nó có ướt ở trên đây không. Cho nên cái mặt này mình sẽ ngửa lên và mình để ở đây. Rồi sử dụng một cái tờ giấy này, mục đích của tờ giấy này là để khi mà nó thấm nước nó sẽ ướt cái tờ giấy để cho mình dễ thấy trong trường hợp rằng là cái tép lăn nó trắng, cái mặt bo nó trắng như vậy, nó rỉ nước lên, nó rỉ một chút xíu lên là mình không thấy. Ai mà không rõ thì không rành thì người lên phía trước nha. Rồi để cái này xuống đây, mục đích của tờ giấy là để cho biết nó ướt hay không, sau đó mình chỉnh cái được cái rồi tiếp theo mặt cái thằng này lên. Rồi ở đây hồi nãy có ghi là 3 PSI/2 phút thì ở trên này nó sẽ có cái đồng hồ tự thể hiện là 120 giây, truyền 1 phút là 60 giây, 2 phút thì mình sẽ cài 120 giây. Khi hết 20 giây đó nó sẽ tự tắt. Ở đây là cái điều kiện áp suất 3 PSI thì mình có thể chỉnh. Đối với những đơn hàng mà người ta yêu cầu rằng là 2 PSI thì mình sẽ chỉnh cái thằng này xuống 2 PSI là nó sẽ xuống đây, thấy chưa? Còn nếu mà 3 PSI thì mình chỉnh cái thằng này lên, mình lặn lên cho nó lên từ từ theo đúng cái yêu cầu của khách hàng người ta đưa ra. Rồi tự động hết thời gian 120 giây thì ở đây sẽ dừng và mình kiểm tra trên cái tờ giấy này nè, nó có bị thấm nước không. Nếu mà nước nó ướt dưới kỹ đây nè, nó sẽ bắn lên vùng lên mình vừa lên đây, nó không có thì nó dừng ngược lại. Mình sẽ kiểm tra bằng cách gỡ lên dài, giấy không có thấm nước và có nghĩa hàng này là ok. Và cái lăn này dính vô cái điều kiện mà để mình lăn cái phép này là ok. Còn không được là mình phải báo để kiểm tra ngược lại bị cái gì xử lý, được chưa? Đó là cách test nước hàng. Rồi cái máy này là hàng test nước lăn đường. Nước cũng y như vậy, tắt máy này, đang mở máy nè. Rồi mình cũng đặt cái sản phẩm ngửa lên. Lý do mưa cũng từ bên ngoài này vào cho nên mình sẽ kiểm tra thử mình cho nước từ bên ngoài vào nó có bị vô nước không. Và mình cũng đặt cái tờ giấy lên giống y như vậy. Bản hướng dẫn này, ở đây là điều kiện cũng tương tự giống như cái bên kia. Ở bên đây người ta cho bao nhiêu thì mình làm giống như tài liệu này. Bên kia là hồi nãy mấy mọi người nhớ không? 3. Nhưng bên đây là 2. Bên đây là 2 phút 2 PSI/2 phút. Rồi. Thì cái bên này người ta cũng cài đặt 2 phút. Ở đây có cái gạt, không có dặn, gạt này quá. Rồi, đây đồng hồ đấy, tự nhảy. Cái máy này mà để chỉnh cho cái điều kiện 2
3SI thì mình chỉnh ở dưới này, chứ không phải rằng là chỉnh ở trên. Ở dưới hai cái mồi này nè, thì mình sẽ coi bắt cái mồi đi ra và một cái mồi đi vô, mình sẽ chỉnh cho nó xuống. Rồi thì chỉnh xong rồi đi coi. Sao em chứ cái lúc mình chỉnh nó lại cho nó đủ 2kg theo yêu cầu của khách. Rồi mình cũng kiểm tra bằng cách rằng là ướt giấy. Trong 120 giây thì mình cũng kiểm tra bằng cách rằng là gỡ cái thằng này lên và kiểm tra cái giấy. Nếu mà giấy này nó không ướt thì là ok. Bao nhiêu nó rỉ hai bên này nè, nếu như mình không có để giấy là mình sẽ không thấy. Cho nên là mình phải đặt cái tờ giấy lên để coi cái tờ giấy này nó thấm nước lên đây rồi mình biết hàng mình không an toàn. Tại vì cái tiếp lăn này với tiếp lăn trong với cái BU này nó giống nhau, rỉ hai bên mình không thấy được. Rồi giống như tắt nước, sau khi mình tắt nước xong thì rải phe lên sấy khô để không bị ố.